tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 27 tháng 9 năm 2022 âm lịch ngày mậu thân tháng canh tất năm nhâm dần. Xung ngày, canh dần, giáp dần xung tháng, giáp thìn, mậu thìn. Giáp tất thứ bảy này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 22 tháng 10 năm 2022 dưới sự thúc đẩy của tam hợp, người tuổi tí cảm thấy vô cùng minh mẫn, nhờ vậy mà bạn có thể giải quyết xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thậm chí bạn còn nhận được lời tiên dương của người lãnh đạo người làm ăn kinh doanh cũng thích hợp để ký kết hợp đồng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp giúp bạn tiếp xúc với những mối làm ăn triển vọng giúp bạn có thể thu được một khoản lời lãi đáng kể ở tương lai càng may mắn hơn phương diện tình cảm có kim sinh thủy bạn và nửa kia luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau Mỗi khi gặp phải việc gì khó khăn, hai người thường trao đổi, thảo luận để đi đến những quyết định thống nhất chung. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ thân, hợi, sửu. hai Tuổi sửu ngày 22 tháng 10 năm 2022 kiếp tài đem tới nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho người tuổi sửu bạn quá cứng đầu cứng cổ nên thường làm mọi việc theo ý mình không quan tâm đến suy nghĩ cảm nhận của mọi người xung quanh tuy nhiên bạn có biết mình cũng sẽ có những lúc phạm phải sai lầm hay không con giáp này nên học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn bởi thông qua quá trình ấy bạn sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm hoặc tri thức đáng quý thổ sinh kim cho thấy vận trình tình duyên của người độc thân có những dấu hiệu cải thiện nhất định. Hôm nay, bạn có thể nhận được những lời quan tâm, thăm hỏi của một ai đó. Nếu cho đối phương cơ hội, hai người có thể tiến tới một mối quan hệ triển vọng. Giờ tốt, 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, nâu. No. Vàng quý nhân phù trợ tí, sửu tị. 3 tuổi dần ngày 22 tháng 10 năm 2022 dần thân tương xung cho thấy người tuổi dần vốn tài giỏi và có bản lĩnh, song đừng vì thế mà trở nên coi thường người khác, nghĩ người khác là hòn đá cản bước chân mình. Thái độ kiêu ngạo quá mức có thể đẩy bạn vào nhiều rắc rối không ngờ đến đấy. Quan hệ vợ chồng của bản mệnh cũng không được bình yên. Bạn và người ấy đều không thể làm ngơ trước những dạn nứt đang dần dần xuất hiện. Chính những lúc thế này, bạn lại càng cần nhắc nhở mình giữ khoảng cách với người khác. Chớ để kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ. Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay ngày 27 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ. Châm trích tại vị trí này. Giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh da trời quý nhân phù trợ tí, tuất, hợi. 4. Tuổi Mão ngày 22 tháng 10 năm 2022 bói tử vi trực tuyến kim khắc mộc mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà có dấu hiệu xa cách. Có lẽ khoảng cách thế hệ khiến mọi người khó có thể thấu hiểu được nhau. Tuy nhiên, càng là như vậy, bạn lại càng cần trao đổi với mọi người nhiều hơn. Người độc thân chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới bởi bạn cho rằng việc trò chuyện với một người không quen biết là lãng phí thời gian có lẽ lúc này bạn đang đặt một nhu cầu nào đó cao hơn chuyện tình cảm chính quan phù trợ sự nghiệp của bản mệnh có những bước phát triển vững vàng bạn thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình trong công việc từ đó chiếm được lòng tin của đa số mọi người bạn có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng của tập thể Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu, ghi quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. Nam, tuổi thìn ngày 22 tháng 10 năm 2022 nhờ có tam hợp phù trợ mà sự nghiệp của người tuổi thìn phát triển rất tốt. Bạn có thể tìm ra được nhiều giải pháp cho những vấn đề hóc búa khác nhau. Nếu là lãnh đạo bạn chính là người dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công người tham gia thi cử xin việc cũng gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình chinh phục ban giám khảo hoặc người tuyển dụng nhiều khả năng bạn sẽ gặt hái được thành quả ưng ý trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong nhà bếp và bếp lò do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thân, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, xám quý nhân phù trợ, dần, mão, thân. 6. Tuổi tị ngày 22 tháng 10 năm 2022 do có nhị hợp nâng đỡ, người tuổi tị luôn rất cởi mở trong suy nghĩ. Bạn có thể tiếp thu được những kiến thức mới mẻ nhanh chóng hơn hẳn người thường. Đó chính là lý do khiến bạn rất được ngưỡng mộ. Bản mệnh là người có lòng tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, song trên thực tế, không phải ai cũng sẽ biết ơn bạn. Thậm chí còn có kẻ tìm cách đâm sau lưng. Vì thế, bạn cần chú ý hơn trong việc kết giao, đừng quá cả tin kẻo bị lừa gạt. Hỏa khắc kim cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh chẳng được như ý muốn. Những khúc mắc đã xuất hiện từ trước khiến vợ chồng bạn khó có thể hòa hảo với nhau. Ai cũng giữ những quan điểm của riêng mình, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Giờ tốt, 1 giờ, 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ. Hồng quý nhân phù trợ, sửu, ngọ, mùi. Bảy, tuổi ngọ ngày 22 tháng 10 năm 2022 hỏa khắc kim, người tuổi ngọ và nửa kia luôn gặp mâu thuẫn, chính vì vậy mà đôi bên dễ trở nên nóng nảy, không muốn lắng nghe ý kiến của nhau. Dường như vợ chồng bạn chẳng ai chịu nhường ai. Khi chiến tranh nổ ra, dù có sai hay không, bạn cũng nên là người chủ động xuống nước, đừng để trạng thái căng thẳng kéo dài khiến đôi bên đều mệt mỏi và quan trọng là con cái dễ bị tổn thương hãy bình tĩnh trò chuyện rồi mọi chuyện sẽ đều được giải quyết êm đẹp chính ấn đem đến cho người tuổi ngọ cơ hội được thăng quan tiến chức bạn là người hết mình với công việc chẳng bao giờ ngần ngại gian khổ khó khăn do đó bạn luôn được lãnh đạo tin tưởng giao cho những nhiệm vụ có tác động lớn đến sự phát triển của công ty Giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, tím, vàng cam quý nhân phù trợ tị, mùi tuất. 8. Tuổi mùi ngày 22 tháng 10 năm 2022 kiếp tài cho thấy dù người tuổi mùi có cố gắng làm việc cũng khó được yên. Bản mệnh có thể vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa đồng nghiệp với nhau. Tốt nhất bạn hãy giữ vững lập trường của bản thân đừng để bị kẻ xấu lôi kéo bạn cũng nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với bạn bè đồng nghiệp xung quanh khi có mối quan hệ rộng rãi bạn sẽ chẳng sợ hãi đối diện với khó khăn đồng thời tương lai sẽ được giới thiệu cho thêm nhiều cơ hội đáng quý xem ngày tốt xấu theo trực trực khai là ngày tốt mọi việc trừ động thổ an táng vì thế, bạn nên sắp xếp công việc cho phù hợp để quá trình thực hiện gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn hơn. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, vàng, cà phê quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tuổi thân ngày 22 tháng 10 năm 2022 thực thần giúp người tuổi thân có một túi tiền rủng rỉnh, đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do. Nhờ việc giữ chữ tín, bạn chinh phục được lòng tin của nhiều khách hàng, đối tác triển vọng. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng sẽ thu được ít nhiều lợi lộc. Những mối đầu tư nằm im trước đó đang dần có những dấu hiệu tăng tiến khả quan bạn nên tập trung vào những dự án đó và nuôi nhiều hy vọng hơn trong tương lai. Nếu có ý định xuất hành trong ngày thứ bảy này, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Đông sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng kim, trắng quý nhân phù trợ tí, thỉnh, dậu. 10. Tuổi dậu ngày 22 tháng 10 năm 2022 tử vi cá nhân hàng ngày, dưới sự thúc đẩy của tam hội, người tuổi dậu có đầu óc mở mang và có thể tiếp thu những kiến thức mới cực kỳ nhanh chóng. Nếu tham gia vào các công việc học tập, nghiên cứu trong ngày hôm nay, bạn dễ đạt được những thành tích đáng nể. Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiêm tốn học hỏi những điều hay từ người khác đó cũng chính là yếu tố giúp bạn phát triển một cách nhanh chóng đồng thời nhận được sự yêu mến của mọi người cơ hội phát triển của bạn đang rất rộng mở kim khí vượng bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt nếu là người làm trong lĩnh vực bàn giấy bạn không nên ngồi một chỗ quá lâu đồng thời nên sắp xếp thời gian để rèn luyện thể dục thể thao giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường bạch kim xám quý nhân phù trợ sửu thân tuất 11 tuổi tuất ngày 22 tháng 10 năm 2022 thổ sinh kim người tuổi tuất độc thân rất vượng đào hoa bạn có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của những người khác giới vì thế hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân bạn sẽ nhanh chóng tìm được người phù hợp với mình người đã lập gia đình nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới chớ nên có quan hệ mập mờ với bất cứ ai bản mệnh cần học cách trân trọng những gì mà mình đang có chớ tự tay phá hủy hạnh phúc gia đình khiến người nhà tổn thương trên phương diện sự nghiệp tỷ kiên cho thấy bản mệnh dễ vướng phải thị phi tranh chấp với đồng nghiệp bạn nên kiềm chế bản tính hiếu thắng của mình, khiến chuyện bé xé ra to. Tốt nhất hãy tập trung cho công việc của mình. Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12 Tuổi hợi ngày 22 tháng 10 năm 2022 người tuổi hợi phải chịu ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại, chính vì vậy bạn làm việc gì cũng cần phải cẩn trọng. Chớ nên tin người quá dễ dàng kẻo rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, đẩy bản thân vào nhiều rắc rối. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể sẽ phải làm việc khá vất vả. Thậm chí bạn khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người. Hãy nhớ bảo vệ thành quả lao động của mình, tránh sơ suất để kẻ xấu có cơ hội nẫng tay trên. Kim Sinh Thủy, may mắn bản mệnh luôn có gia đình bên cạnh ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh. Vì thế, nếu gặp chuyện khó khăn, bạn chớ giấu ở trong lòng. Hãy thoải mái tâm sự với mọi người. Bởi ai cũng sẵn sàng đưa cho bạn gợi ý để giải quyết vấn đề. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, xanh nước biển, trắng quý nhân phù trợ tí, sửu, mão.